Trong kinh điển ta có dạy rằng nếu có kẻ phạm từ bốn tội nặng ba la di cho đến các tội cực kỳ nhỏ nhặt như các tội đột kiết la đều phải trừng trị một cách nghiêm khắc. Nếu chúng sanh chẳng nghiêm giữ giới cấm, làm sao thế được tánh Phật? Tuy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng nhất thiết phải nhờ sự trì giới mới thấy được tánh Phật. Nhờ thấy tánh Phật mới thành tựu A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong 9 bộ kinh ta thuyết dạy trước, không có kinh phương đẳng, cho nên không nói việc có tánh Phật. Mặc dù những kinh ấy không nói, nhưng phải biết rằng thật có tánh Phật. Nếu ai nói như vậy, nên biết rằng người ấy thật là đệ tử của ta. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo như lời dạy trên thì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng trong 9 bộ kinh chưa từng nghe nói đến điều ấy. Nếu ai nói rằng có tánh Phật, há chẳng phải là phạm ba la di sao? Phật dạy: Thiện nam tử, theo như ông vừa nói đó, thật không có việc phạm ba la di. Thiện nam tử, ví như có người nói, biển cả chỉ có 7 vật báu mà thôi, không có 8 thứ báu, người ấy không có tội. Lại như có người nói, trong 9 bộ kinh không có nói tánh Phật, người này cũng không có tội. Vì sao vậy? Trong biển đại trí, đại thừa, ta nói rằng có tánh Phật, đó là lẽ mà người trong hai thừa, thanh văn và duyên giác không thấy biết được. Cho nên nói không có tánh Phật là không có tội. Cảnh giới ấy là chỗ thấy biết của chư Phật, hàng thanh văn và duyên giác không thể hiểu nổi. Thiện nam tử, nếu ai chẳng nghe được pháp tạng hết sức sâu kín của Như Lai, thì làm sao biết rằng có tánh Phật? Thế nào gọi là pháp tạng hết sức sâu kín? Đó là chỉ kinh điển phương đẳng đại thừa. Thiện nam tử, có những kẻ ngoại đạo nói lý ngã thường hoặc nói lý ngã đoạn, Như Lai chẳng phải thế. Ngài nói lý hữu ngã mà cũng nói lý vô ngã, đó gọi là trung đạo. Như có kẻ nói rằng Phật nói lý trung đạo, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, bởi phiền não che lấp tánh Phật ấy nên chẳng thấy chẳng biết, vì thế cần phải siêng tu phương tiện để dứt hết phiền não. Nếu ai thuyết được như vậy, nên biết rằng người ấy không phạm vào một trong 4 tội trọng. Nếu ai không thuyết được như vậy, thì gọi là phạm tội ba la di. Như có người nói rằng, tôi đã thành tựu A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì tôi có tánh Phật, ắt phải thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bởi nhân duyên ấy, nay tôi đã thành tựu Bồ Đề, nên biết rằng người nói như vậy là phạm tội ba la di. Vì sao vậy? Tuy có tánh Phật, nhưng vì chưa tu tập các phương tiện thiện pháp nên chưa thấy tánh Phật. Vì chưa thấy tánh Phật nên chưa được thành tựu A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên pháp Phật là thâm sâu không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, có vị vua hỏi rằng thế nào là tỳ kheo phạm vào lỗi vọng xưng chứng thánh? Phật dạy: Ca Diếp, như có vị tỳ kheo vì lợi dưỡng, vì món ăn vật uống mà làm theo những cách nịnh hót, gian ngụy dối trá, nghĩ rằng làm sao để khiến những người thế gian biết rõ rằng ta là bậc khất sĩ, nhờ nhân duyên ấy ta sẽ được lợi dưỡng lớn, danh dự lớn. Tỳ kheo ấy vì rất ngu si, trong đêm thường suy nghĩ rằng thật ta chưa chứng đắc 4 quả sa môn, phải làm thế nào khiến người thế gian tin rằng ta đã chứng đắc 4 quả ấy, lại làm thế nào để khiến những yêu bà tắc và yêu bà di cùng nói về ta rằng đó là người phước đức, thật là bậc thánh nhân. Vì tỳ kheo suy nghĩ như vậy chính là người cầu lợi dưỡng chứ không phải cầu pháp. Khi đi lại, lúc vào ra, tới lui, nghỉ ngơi, mặc áo ôm bát, không để mất oai nghi, lại ngồi một mình nơi chỗ trống trải vắng lặng, dường như bậc A-la-hán, khiến mọi người thế gian đều nói rằng đó là vị tỳ kheo xứng đáng bậc nhất. Ông ấy tinh cần khổ hạnh, tu pháp tịch diệt. Người ấy luôn nghĩ rằng nhờ nhân duyên ấy ta sẽ được nhiều đệ tử, mọi người cũng sẽ cúng dường cho ta nhiều áo quần, đồ ăn thức uống, thuốc men, và có nhiều nữ nhân sẽ kính trọng yêu quý ta. Nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào có việc làm và suy nghĩ như vậy thì phạm vào tội vọng xưng chứng thánh. Lại có vị tỳ kheo vì muốn kiến lập chánh pháp vô thượng, liền ngồi yên nơi chỗ trống trải vắng lặng. Vị ấy chẳng phải là A-la-hán, nhưng muốn làm cho người ta gọi mình là A-la-hán, là vị tỳ kheo tốt lành, là vị tỳ kheo tịch tĩnh, khiến vô lượng người đời sanh lòng tin. Vị ấy nghĩ rằng nhờ nhân duyên ấy ta sẽ được vô số tỳ kheo theo kẻ cận, nhân đó ta sẽ giáo hóa những tỳ kheo phá giới cùng những yêu bà tắc, khiến cho hết thảy đều giữ giới. Nhờ nhân duyên ấy ta sẽ kiến lập chánh pháp, mở mang sáng tỏ pháp vô thượng của Như Lai, chỉ bày khai mở giáo pháp phương đẳng đại thừa,
độ thoát hết thảy vô lượng chúng sanh, khéo giải nghĩa chỗ nặng chỗ nhẹ trong kinh luật mà Như Lai đã thuyết. Vị tỷ kheo ấy lại nói rằng: nay ta cũng có tánh Phật, có kinh điển gọi là kho tàng sâu kín của Như Lai, trong kinh ấy thì ta chắc chắn sẽ được thành tựu Phật đạo, dứt hết các dây trói buộc là vô lượng phiền não. Ta sẽ thuyết giảng với vô số vị yêu bà tắc rằng: các ông thầy đều có tánh Phật, các ông và tôi đây, chúng ta đều có thể trụ yên trong cảnh giới của Như Lai, thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, dứt hết các dây trói buộc của vô lượng phiền não. Người nói ra lẽ đó theo cách như vậy không hề phạm vào lỗi vọng xưng chứng thánh, đó gọi là Bồ Tát. Nếu nói rằng phạm tội đột cát la đều sẽ đọa địa ngục trong một thời gian 800 vạn năm tính theo năm tháng ở cõi trời Đau Lợi, thọ các tội báo, vậy sao lại dám cố ý phạm tội thâu lan già? Trong Pháp Đại Thừa, nếu có tỷ kheo phạm tội thâu lan già thì không nên gần gũi với tỷ kheo ấy. Thế nào là tội thâu lan già theo kinh Đại Thừa? Như có vị trưởng giả tạo lập chùa Phật, dùng những dây hoa mà cúng dường Phật. Kế đó có thầy tỷ kheo thấy trong chuỗi hoa có sợi dây kết, không hỏi xin mà tự ý lấy. Đó là phạm tội thâu lan già, dù có người biết đến hay không cũng đều là phạm tội. Nếu vì lòng tham mà phá hoại tháp Phật cũng là phạm tội thâu lan già, người như vậy không nên gần gũi. Như vua đại thần thấy những tháp thờ hư mục, ý muốn tu bổ cúng dường xá lợi, ví như có người nhặt được chân bảo trong tháp ấy, liền gửi cho tỷ kheo gìn giữ được chân bảo rồi, thầy tỷ kheo ấy tự do sử dụng, tỷ kheo như vậy gọi là bất tịnh, thường gây ra nhiều sự tranh chấp. Người cư sĩ tốt không nên gần gũi cúng dường cung kính tỷ kheo như vậy. Hạng tỷ kheo như vậy khác nào những kẻ vô căn, những kẻ lưỡng căn, những kẻ căn tánh không xác định. Hạng người căn tánh không xác định thì khi ham muốn người nữ căn trong thân liền biến ra nữ căn, khi ham muốn người nam căn trong thân liền biến ra nam căn. Hạng tỳ kheo phạm tội như vậy cũng ví như kẻ căn tánh xấu xa, chẳng phải nam, chẳng phải nữ. Vì tỳ kheo ấy là chẳng phải xuất gia, cũng chẳng phải tại gia, không nên gần gũi cúng dường cung kính hạng tỳ kheo như vậy. Trong đạo Phật, pháp của Sa Môn là nên sanh lòng từ bi che chở, nuôi dưỡng chúng sanh, cho đến đối với con kiến cũng nên thí cho sự an ổn không sợ sệt. Pháp của Sa Môn là liệt xa việc uống rượu, cho đến chẳng ngửi mùi rượu. Pháp của Sa Môn là không được nói dối, cho đến trong giấc mộng cũng không nghĩ đến sự nói dối. Pháp của Sa Môn là không sanh lòng dâm dục, cho đến trong lúc nằm mộng cũng không sanh lòng dâm dục. Đó là pháp của Sa Môn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: bạch Thế Tôn, như có tỷ kheo nằm mơ thấy mình làm chuyện dâm dục, như vậy có phạm giới chăng? Phật dạy: không phạm, nhưng đối với việc dâm dục nên tưởng đó là việc ô uế nhơ nhớp, cho đến không hề có ý tưởng cho đó là việc trong sạch, thường lìa xa mối phiền não lưu luyến người nữ. Nếu khi chiêm bao thấy mình làm chuyện dâm dục, lúc tỉnh giấc nên sanh lòng hối hận. Tỳ kheo khất thực trong khi tiếp xúc thọ nhận đồ cúng dường nên có tư tưởng như đang gặp lúc đói kém phải ăn thịt con để sống. Nếu thấy lòng dâm dục phát sanh phải lìa bỏ ngay, nên biết rằng pháp môn như vậy là kinh luật của Phật thuyết. Nếu ai tùy thuận thuyết của ma, đó là quyến thuộc của ma, như ai tùy thuận thuyết của Phật, đó gọi là Bồ Tát. Như có kẻ nói rằng Phật cho phép tỳ kheo thường đưa lên một chân, lặng thinh chẳng nói, gieo mình vào lửa dữ, từ trên núi cao mà nhảy xuống, chẳng tránh tai nạn hiểm nguy, uống thuốc độc tuyệt thực, nằm trên cho đất, tự trói tay chân, sát hại chúng sanh, chuyên nghề bùa chú. Những người dòng trên Đà La, những kẻ vô căn, lưỡng căn hoặc căn tánh không xác định, cùng những kẻ căn thân chẳng đủ, những hạng người như vậy, Như Lai thảy đều cho phép xuất gia tu đạo, đó gọi là thuyết của ma. Phật chỉ cho phép dùng 5 loại thức ăn lấy từ loài bò cùng các thứ dầu đường. Phật cũng cho mặc áo bằng vải dệt từ tơ tằm và đi giày da. Trừ những thứ ấy ra, như có người nói Phật cho phép mặc áo vải tốt đẹp đắt tiền, Phật cho phép chứa trữ tất cả những hạt giống cây cỏ đều là loài có mạng sống. Phật đã thuyết như vậy rồi mới nhập Niết Bàn. Nếu có kinh luật nào nói như vậy nên biết đó là thuyết của ma. Ta chẳng hề cho phép tỳ kheo thường đưa lên một chân như bọn ngoại đạo. Ta vì truyền pháp mà cho phép tỳ kheo đi đứng ngồi nằm. Ta cũng không hề cho phép tỳ kheo uống thuốc độc tuyệt thực, đốt mình trong đám lửa năm ngọn, trói buộc tay chân, sát hại chúng sanh, chuyên nghề bùa chú, dùng ngọc thạch, ngà voi, giày da chứa chữ hạt giống,
Ta cũng không nói rằng cây cỏ đều có mạng sống. Ta cũng không cho phép mặc áo vải tốt đắt giá. Nếu ai nói rằng Thế Tôn nói ra những điều như vậy, nên biết rằng người ấy là quyến thuộc của ngoại đạo, không phải đệ tử của ta. Ta chỉ cho phép ăn năm món lấy ở loài bò cùng là dầu đường. Ta cho phép đi giày da, mặc áo bằng vải rẻ từ tơ tằm. Ta có dạy rằng bốn đại đều không có thọ mạng. Nếu kinh luật nào nói những điều như vậy, đó là Phật thuyết. Nếu ai tùy thuận thuyết của Phật nên biết đó là đệ tử chân thật của ta. Nếu ai chẳng theo thuyết của Phật, đó là quyến thuộc của ma. Nếu ai tùy thuận kinh luật của Phật nên biết rằng người ấy là Đại Bồ Tát. Thiện nam tử, tướng trạng khác nhau giữa thuyết của ma và thuyết của Phật này ta đã vì ông mà phân biệt giảng rộng rõ ràng như vậy. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, này con mới biết rõ được tướng trạng khác nhau giữa thuyết của ma và thuyết của Phật, nhờ đó con mới thâm nhập được vào những ý nghĩa sâu xa của pháp Phật. Phật khen Ca Diếp rằng: lành thay thiện nam tử, ông đã có thể hiểu rõ và phân biệt được như vậy, đó gọi là thông minh trí huệ. Thiện nam tử, nói về sự khổ không gọi là thánh đế. Vì sao vậy? Nếu nói rằng khổ là khổ thánh đế thì tất cả những loài bò, dê, lửa, ngựa cùng chúng sanh ở địa ngục lẽ ra đều phải có thánh đế. Thiện nam tử, nếu có người không biết được cảnh giới thâm sâu của Như Lai, đối với pháp thân vì mật thường trụ chẳng biến đổi mà cho rằng đó là thân do ăn uống mà thành, chứ không phải pháp thân, chẳng biết oai lực đại đức của Như Lai, như vậy gọi là khổ. Vì sao vậy? Vì không biết nên pháp thấy là chẳng phải pháp, chẳng phải pháp thấy là pháp. Nên biết rằng người như vậy ắt phải đọa vào nẻo dữ, luân chuyển mãi trong sanh tử, nuôi lớn các mối phiền não trói buộc, chịu nhiều khổ não. Nếu ai biết được rằng Như Lai là thường trụ không hề biến đổi, hoặc nghe được hai tiếng thường trụ, dù chỉ nghe qua một lần cũng được sanh lên các cõi trời, rồi về sau đến lúc giải thoát rồi mới có thể chứng biết lẽ Như Lai thường trụ không hề biến đổi. Khi chứng biết rồi liền nói: thuở xưa tôi đã từng nghe nghĩa ấy, nay được giải thoát mới thật sự chứng biết. Ngày trước vì không biết được vậy nên tôi phải luân chuyển mãi trong sanh tử, lăn lộn không cùng, từ nay tôi mới có được trí huệ chân thật. Nếu biết được vậy mới thật là tu tập lẽ khổ được nhiều lợi ích. Nếu không biết vậy thì dù có chuyên cần tu học nhưng cũng không được ích lợi gì. Đó gọi là rõ biết lẽ khổ, gọi là khổ thánh đế. Nếu không thể tu tập như vậy thì gọi là khổ chứ không phải khổ thánh đế. Nói về khổ tập đế, người nào đối với pháp chân thật không phát sanh trí huệ chân thật, thọ nhận những vật bất tịnh như tôi trai tớ gái, thường đối với những việc không đúng pháp mà gọi là chánh pháp, làm cho chánh pháp phải dứt mất, không thể trụ thế lâu dài. Vì nhân duyên ấy nên không biết được tánh pháp. Vì không biết nên khi luân chuyển trong sanh tử thường chịu nhiều khổ não, không được sanh lên các cõi trời và không được giải thoát chân chánh. Nếu có sự rõ biết sâu xa, không phá hoại chánh pháp, nhờ nhân duyên ấy liền được sanh lên các cõi trời và được giải thoát chân chánh. Nếu không rõ biết về khổ tập đế mà nói rằng chánh pháp là không thường trụ nên là pháp sanh diệt, do nhân duyên ấy trong vô số kiếp phải luân chuyển trong sanh tử chịu mọi khổ não. Nếu rõ biết rằng pháp là thường trụ không biến đổi, đó gọi là rõ biết lẽ tập, gọi là tập thánh đế. Nếu không thể tu tập như vậy, đó gọi là tập chứ không phải tập thánh đế. Nói về khổ diệt đế, nếu ai thường tu tập học theo pháp chấp không thì là bất thiện. Vì sao vậy? Vì dứt bỏ tất cả các pháp, phá hoại kho tàng giáo pháp chân thật của Như Lai, tu học như vậy gọi là tu chấp lẽ không. Người tu tập đúng lẽ khổ diệt thì ngược lại với cách tu của tất cả ngoại đạo. Nếu nói rằng tu tập chấp lẽ không là diệt đế thì hết thảy ngoại đạo đều tu pháp chấp không lẽ ra đều phải có diệt đế. Như có người nói rằng thật có tạng Như Lai dù không thể thấy được, nhưng nếu trừ dứt hết mọi phiền não thì sẽ thể nhập vào tạng Như Lai. Nếu ai phát tâm như vậy dù chỉ một niệm, nhờ nhân duyên đó đối với các pháp liền được tự tại. Nếu người tu tập những tướng trạng vô ngã, rỗng không vắng lặng, rồi cho đó là tạng sâu kín của Như Lai thì trong vô số kiếp sẽ lưu chuyển trong sanh tử chịu nhiều khổ não. Nếu ai không tu tập theo cách như vậy thì dù có phiền não cũng mau chóng dứt trừ. Vì sao vậy? Nhờ rõ biết được tạng sâu kín của Như Lai, đó là khổ diệt thánh đế. Như ai tu tập lẽ diệt như vậy, ấy là đệ tử của ta. Như ai không tu tập như vậy, đó gọi là tu pháp chấp không,
chẳng phải tu diệt thánh đế. Nói về đạo thánh đế, đó là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo cùng với chánh giải thoát. Có những chúng sanh vì lòng điên đảo nên nói rằng không có Phật, Pháp, Tăng cùng chánh giải thoát. Sự luân chuyển trong sanh tử chỉ như huyễn hóa. Do nhân duyên tu tập kiến giải sai lầm như vậy nên phải luân chuyển trong ba cõi, mãi mãi chịu sự khổ não nặng nề. Nếu có thể sanh tâm thấy rằng Như Lai là thường trụ không biến đổi, Pháp Tăng giải thoát cũng là như vậy. Chỉ nhờ vào một niệm ấy mà trong vô số kiếp liền được những quả báo hoàn toàn theo ý muốn. Vì sao vậy? Thuở xưa chính ta đã vì bốn sự điên đảo đối với việc không đúng pháp mà cho là chánh pháp, nên phải chịu vô số quả báo ác nghiệp. Này ta dứt hết những kiến giải điên đảo ấy nên thành Phật chánh giác, đó gọi là đạo thánh đế. Như có người nói rằng tam bảo là vô thường, tu tập theo kiến giải ấy là sai lầm, chẳng phải đạo thánh đế. Nếu ai thường tu tập niệm tưởng rằng tam bảo là thường trụ thì người ấy là đệ tử của ta. Dùng sự thấy biết chân chánh mà tu tập bốn pháp thánh đế, đó gọi là tứ thánh đế. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, này con mới rõ biết được việc tu tập pháp tứ thánh đế hết sức sâu xa. Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, nói về bốn điên đảo đối với chỗ không phải khổ mà sinh ra tư tưởng khổ, đó gọi là điên đảo. Không phải khổ, đó là Như Lai. Sinh ra tư tưởng khổ là cho rằng Như Lai vô thường, biến đổi. Nếu nói rằng Như Lai là vô thường, đó là tội khổ rất lớn. Như nói rằng Như Lai bỏ thân khổ này mà vào Niết Bàn, dường như củi hết thì lửa tắt, đó gọi là không phải khổ mà sinh ra tư tưởng khổ, như vậy là điên đảo. Giả sử ta nói rằng Như Lai là thường, như vậy tức là ngã kiến. Do ngã kiến nên có vô lượng tội, vì vậy nên phải nói rằng Như Lai là vô thường. Vậy nếu nói Như Lai là vô thường, ắt ta phải được vui. Nhưng Như Lai là vô thường thì đó là khổ. Nếu đã là khổ thì làm sao được vui? Vì đối với sự khổ mà sanh tư tưởng cho là vui nên gọi là điên đảo. Đối với sự vui mà sanh tư tưởng cho là khổ, đó là điên đảo. Sự vui đó tức là Như Lai, sự khổ đó là Như Lai vô thường. Nếu nói Như Lai là vô thường, đó là đối với sự vui mà sanh ra tư tưởng cho là khổ. Như Lai thường trụ, đó gọi là vui. Nếu ta nói rằng Như Lai là thường, vì sao Như Lai lại nhập Niết Bàn? Nếu nói rằng Như Lai không phải sự khổ, vì sao lại bỏ thân này mà thể nhập cảnh giới diệt độ? Vì đối với sự vui mà sanh tư tưởng cho là khổ nên gọi là điên đảo. Như trên gọi là sự điên đảo thứ nhất. Đối với sự vô thường lại tưởng là thường, đối với sự thường tồn tại tưởng là vô thường, đó gọi là điên đảo. Vô thường đó là không tu tập pháp không. Vì không tu tập pháp không nên thọ mạng ngắn ngủi. Nếu nói rằng không tu tập pháp rỗng không vắng lặng mà được trường thọ, đó là điên đảo. Đây là sự điên đảo thứ nhì. Đối với sự việc vô ngã mà tưởng là ngã, thật có ngã mà tưởng là vô ngã, đó gọi là điên đảo. Người thế gian nói hữu ngã, pháp Phật cũng nói hữu ngã. Tuy người thế gian nói hữu ngã nhưng không có tánh Phật. Như vậy gọi là đối với vô ngã mà sanh ra tư tưởng cho là có ngã, đó gọi là điên đảo. Pháp Phật nói có ngã, ngã đó là tánh Phật. Người thế gian nói pháp Phật là vô ngã, đó gọi là đối với ngã mà sinh ra tư tưởng cho là vô ngã. Nếu như nói rằng pháp Phật nhất định là vô ngã, cho nên Như Lai dạy đệ tử tu tập vô ngã, như vậy là điên đảo, đó gọi là sự điên đảo thứ ba. Đối với sự việc tịnh mà tưởng là bất tịnh, bất tịnh lại tưởng là tịnh, đó gọi là điên đảo. Tịnh tức là Như Lai thường trụ. Như Lai thường trụ đó chẳng phải là thân do ăn uống mà thành, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân xác thịt, chẳng phải thân tồn tại nhờ gân cốt chẳng chịt. Như có người nói rằng Như Lai là vô thường, đó là thân do ăn uống mà thành, là thân phiền não, là thân xác thịt, là cái thân tồn tại nhờ gân cốt chẳng chịt, pháp tăng giải thoát đều là dứt hết, đó gọi là điên đảo. Đối với sự việc bất tịnh mà tưởng là tịnh, đó gọi là điên đảo. Như có người nói rằng trong thân ta đây không có gì là bất tịnh, bởi không có gì là bất tịnh nên chắc rằng sẽ vào được chỗ thanh tịnh. Như Lai dạy rằng phải tu phép quán bất tịnh, đó chỉ là hư vọng mà thôi, như vậy là điên đảo, đó gọi là sự điên đảo thứ tư. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, kể từ hôm nay con mới được chỗ thấy biết chân chánh. Bạch Thế Tôn: Con tự thấy rằng từ trước đến nay tất cả chúng con chỉ là kẻ tà kiến. Bạch Thế Tôn: Trong 25 cảnh giới hiện hữu, có thật có cái ngã hay chăng? Phật dạy: Thiện nam tử,
Cái ngã đó tức là nghĩa của tạng Như Lai. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đó tức là ý nghĩa của ngã. Cái nghĩa của ngã đó từ xưa đến nay thường bị vô lượng phiền não che lấp nên chúng sanh không thấy được. Thiện nam tử, ví như người đàn bà nghèo khó, trong nhà chôn giấu một kho vàng ròng rất lớn, nhưng hết thảy mọi người trong gia đình đều không biết là ở chỗ nào. Lúc ấy có một người ngoài khéo biết phương tiện chỉ bày, liền nói với người đàn bà nghèo rằng: "Này tôi mướn chị làm công, chị có thể cào dọn cỏ rác cho tôi chăng?" Người đàn bà đáp: "Tôi không thể làm việc ấy. Nếu tôi có thể chỉ cho con tôi chỗ chôn giấu vàng rồi thì tôi sẽ lập tức đi làm việc cho ông." Người kia nói: "Tôi biết cách có thể chỉ chỗ chôn vàng cho con chị." Người đàn bà nói: "Người trong nhà tôi không còn không ai biết chỗ, huống chi ông làm sao biết được?" Người kia nói: "Tôi quả thật biết được." Người đàn bà liền nói: "Tôi cũng muốn thấy, vậy ông hãy chỉ cho tôi." Người ấy liền đào ngay trong nhà, lộ ra kho chứa vàng ròng. Người đàn bà thấy vậy hết sức vui mừng, cho là việc kỳ lạ, lấy làm tôn kính ngưỡng mộ người kia. Thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh cũng lại như vậy. Tất cả chúng sanh đều chẳng thấy được tánh Phật ấy, cũng như người đàn bà nghèo khó kia chẳng biết kho báu của mình chôn ở chỗ nào. Thiện nam tử, nay ta chỉ bày cho hết thảy chúng sinh cái tánh Phật mà họ sẵn có. Tánh Phật ấy bị các phiền não che lấp, cũng như người đàn bà nghèo khó kia có kho vàng ròng nhưng không thể thấy được. Nay Như Lai chỉ bày cho tất cả chúng sanh kho báu tánh giác của họ, ấy là tánh Phật. Thấy việc ấy rồi, lòng họ trở nên vui vẻ, quy ngưỡng Như Lai. Người có tài phương tiện chỉ bày tức là Như Lai, người đàn bà nghèo khó tức là tất cả vô lượng chúng sanh, kho vàng ròng ấy tức là tánh Phật. Lại nữa, thiện nam tử, ví như người đàn bà kia sanh dưỡng được một đứa con thừa nhỏ mắc bệnh. Người mẹ buồn rầu chạy đi tìm rước thầy thuốc đến rồi, bèn trộn lẫn ba thứ thuốc, bơ, sữa và đường phèn rồi cho đứa trẻ uống, dặn dò rằng: "Đứa con của cô đã uống thuốc rồi, đừng cho nó bú, phải đợi thuốc tiêu hết mới cho bú trở lại." Liền đó người đàn bà liền lấy chất đắng bôi lên vú mình và nói với con: "Bố mẹ có bôi chất độc, con đừng đụng tới nữa." Đứa trẻ khát sữa muốn bú nhưng nghe nói có độc bèn tránh xa. Đến khi thuốc đứa con uống vào đã tiêu hết, người mẹ mới dùng nước sạch rửa vú của mình rồi gọi con rằng: "Lại đây mẹ cho bú." Đứa trẻ ấy mặc dù đói khát nhưng trước đã nghe nói có độc nên không dám lại. Người mẹ lại nói rằng: "Vì con uống thuốc nên mẹ phải bôi chất độc lên vú. Này thuốc ấy đã tiêu, mẹ đã rửa vú sạch rồi, vậy con nên lại đây bú không còn đắng nữa." Nghe như vậy rồi, đứa trẻ liền trở lại bú sữa. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế. Vì muốn cứu độ tất cả chúng sanh nên Ngài dạy tu pháp vô ngã. Tu như vậy rồi, dứt hẳn được tâm chấp ngã mà nhập Niết Bàn. Vì muốn dứt trừ các kiến giải sai lầm của thế gian nên Ngài thị hiện pháp xuất thế. Lại vì muốn chỉ bày cho thế gian thấy sự chấp ngã là hư vọng, không chân thật nên dạy tu pháp vô ngã để làm cho thân được thanh tịnh. Ví như người đàn bà kia vì bảo vệ đứa con nên bôi chất đắng lên vú. Như Lai cũng thế, vì dạy tu pháp không nên nói rằng các pháp đều vô ngã. Lại như người đàn bà kia khi rửa sạch vú rồi bèn gọi con đến cho bú. Này ta cũng thế, đến lúc thích hợp nên thuyết dạy về tạng Như Lai. Vì thế chư tỳ kheo không nên sợ sệt như đứa trẻ kia nghe mẹ gọi mà trở lại bú sữa. Chư tỳ kheo cũng vậy, nên tự phân biệt tạng sâu kín của Như Lai không thể không có. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, thật không có cái ngã. Vì sao vậy? Lúc đứa trẻ mới sanh ra không hiểu biết chi cả. Nếu có cái ngã, tất nhiên lúc sanh ra phải tự có hiểu biết. Vì nghĩa đó mà biết chắc là không có cái ngã. Nếu nhất định có cái ngã, thì khi người ta đã sanh rồi lẽ ra không hề chết. Nếu nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật thường trụ, thì lẽ ra không có tướng trạng hư hoại. Nếu không có tướng trạng hư hoại, vì sao lại có sự khác biệt nhau như sát lị, bà la môn, tỷ xá, thủ đà với trên đà la và súc vật? Nay thấy có rất nhiều nghiệp duyên khác nhau, nhiều cảnh giới khác nhau. Nếu nhất định có cái ngã thì tất cả chúng sanh lẽ ra chẳng có kẻ hơn người kém. Vì nghĩa đó mà biết chắc là tánh Phật chẳng phải pháp thường còn. Nếu nói rằng tánh Phật nhất định là thường còn, vì duyên cớ gì lại có những kẻ sát hại, trộm cướp, dâm dục, nói hai lưỡi, nói nở lời hung dữ, nói dối, nói theo rẻ, tham lam, sân khỏe, tà kiến? Nếu tánh ngã là thường, tại sao khi uống rượu rồi người ta lại say sưa mê loạn? Nếu tánh ngã là thường thì kẻ mù đáng lẽ phải thấy được hình sắc,
Kẻ điếc nghe được âm thanh, kẻ câm nói được ra lời, kẻ què có thể bước đi. Nếu té ngã là thường, thì người ta không nên tránh hầm lửa, nước lụt, thuốc độc, cơm đao, kẻ ác, cầm thú. Nếu té ngã là thường, thì những việc đã trải qua rồi lẽ ra không quên. Nếu không quên, vì sao có người lại tự hỏi rằng, tôi đã từng gặp người này ở đâu? Nếu té ngã là thường, lẽ ra chẳng có những việc như nhỏ tuổi, lớn tuổi, già nua, hoặc những khi thế lực suy vi hưng thịnh nhớ lại chuyện đã qua. Nếu cái ngã là thường thì nó trú ngụ ở đâu? Ở trong nước bọt, nước mũi, trong các màu sắc xanh vàng, đỏ trắng đó chăng? Nếu cái ngã là thường, lẽ ra phải ở khắp trong thân, cũng như chất dầu mè lan tràn không có chỗ hở. Nếu thân bị chặt đứt ngay lúc ấy, lẽ ra cái ngã cũng phải đứt đoạn. Phật dạy Ca Diếp, thiện nam tử, ví như vị vua kia có một đại lực sĩ, khoảng giữa hai chân mày lực sĩ ấy có một hạt châu kim cương, trong khi đấu sức với lực sĩ khác, người ấy lấy đầu mà húc kẻ địch, nhân đó hạt châu nơi trán bị lún vào phía trong lớp da, nhưng người ấy hoàn toàn không biết việc ấy. Rồi chỗ trán ấy lại sinh ra ghẻ độc, lực sĩ liền rước lương y đến điều trị cho mình. Lúc ấy có vị thầy thuốc sáng suốt hiểu rành phương dược, liền biết rằng ghẻ độc ấy là do hạt châu nằm trong thân thể. Hạt châu lún xuống dưới da nằm yên ở đó. Lúc ấy vị lương y dò hỏi lực sĩ rằng hạt châu gắn nơi trán ông bây giờ ở đâu. Lực sĩ kinh hãi đáp rằng, đại sư y vương, hóa ra hạt châu nơi trán tôi đã mất rồi sao? Hạt châu ấy hiện nay ở đâu? Chẳng phải đã có phép thuật ảo hóa gì đó chăng? Nói rồi buồn rầu than khóc. Lúc ấy vị lương y dùng lời êm dịu khuyên lơn lực sĩ rằng, ông trở nên buồn rầu khổ não thái quá. Nhân khi ông giao đấu, hạt bảo châu đã lún vào trong thân thể, hiện nay nó ở dưới lớp da ảnh hiện ra ngoài. Trong khi ông giao đấu, vì lòng sân khỏe rất mạnh nên hạt châu bị ép vào thân thể mà ông không tự biết. Lúc ấy lực sĩ không tin lời lương y nói rằng, nếu nó ở dưới da máu mủ bất tịnh, vì sao nó chẳng trồi ra? Nếu nó ở tại trong gân, lẽ ra không thấy được nó, nay vì sao ông dối gạt tôi? Khi ấy vị lương y lấy kiếng soi trước mặt lực sĩ, hạt châu hiền hiện rõ ràng trong kiếng. Lực sĩ thấy vậy rồi liền lấy làm kinh quái, cho là việc lạ lùng đặc biệt. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh lại cũng như vậy, vì họ chẳng hay thân cận thiện tri thức, cho nên dù có tánh Phật nhưng thầy đều chẳng thấy được. Tánh Phật bị che lấp bởi tham dâm, sân khỏe, ngu si, cho nên đoạn nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, Atula, trên Đà La, Sát Lị, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, họ sanh vào bao nhiêu hoàn cảnh như vậy là bởi lòng họ khởi ra mọi thứ nghiệp duyên. Tùy mang thân người nhưng họ bị điếc đuôi câm ngọng què cụt, trong 25 cảnh giới hiện hữu họ nhận chịu mọi thứ quả báo. Vì tâm họ bị che lấp bởi tham dâm, sân khỏe, ngu si nên họ không biết đến tánh Phật. Như lực sĩ kia, trong khi hạt châu báu chôn khuất trong người thì cho là đã mất rồi. Chúng sanh cũng thế, vì không thân cận thiện tri thức nên không biết đến kho báu như lai vi diệu sâu kín. Họ tu học lẽ vô ngã, chỉ như hạng phàm phu, tuy nói lẽ hữu ngã nhưng cũng chẳng biết chân tánh của ngã. Các đệ tử của ta cũng như thế, vì chẳng biết thân cận thiện tri thức cho nên tu học lẽ vô ngã, mà chẳng biết chỗ của vô ngã, đã không biết được chân tánh của vô ngã, nói chi đến việc có thể biết được chân tánh của hữu ngã. Thiện nam tử, Như Lai dạy rằng hết thảy chúng sinh đều có tánh Phật, cũng ví như vị lương y kia chỉ cho người lực sĩ hạt châu kim cương quý giá. Chúng sanh vì bị che lấp bởi vô lượng phiền não nên không thấy biết được tánh Phật. Nếu dứt hết phiền não, bây giờ sẽ chứng biết rõ ràng tánh Phật. Cũng như người lực sĩ kia khi soi gương, trong gương sáng thấy được hạt châu quý báu. Thiện nam tử, tặng Như Lai sâu kín như vậy, không thể suy lượng, không thể thuyết giảng, nghĩ bàn. Lại nữa, thiện nam tử, ví như ở Tuyết Sơn có một vị thuốc gọi là lạc vị. Vị thuốc ấy rất ngọt, nhưng nằm khuất dưới lùm cây sâu không ai thấy được. Có người nghe mùi thơm biết rằng ở chỗ đất ấy có món thuốc đó. Thuở xưa có vị vua truyền luân vì món thuốc ấy mà tạo ra ở khắp nơi trong Tuyết Sơn những cái ống tre để tiếp nhận nó. Cây thuốc ấy khi già chín, từ dưới đất trồi lên chui vào ống tre, mùi vị vừa phải thích hợp. Sau khi vị vua truyền luân ấy qua đời, thuốc lại trở nên chua, mặn, ngọt, đắng, cay hoặc nhạt. Thuốc ấy vốn có một mùi vị, nhưng khi người ta mang nó đến xứ này hay xứ khác, nó lại biến thành những mùi vị khác.
khi thuốc ấy còn ở tại núi, mùi vị nó vẫn vừa phải thích hợp. Nhưng kẻ phạm nhân ít phước, dù có dùng rìu búa mà chặt đốn, đào xới, tốn công khổ nhọc cũng chẳng được món thuốc ấy. Chỉ khi có Thánh Vương xuất hiện ở đời nhờ nhân duyên phước đức mới được món thuốc ấy với mùi vị vừa phải thích hợp. Thiện nam tử tạo Như Lai sâu kín, mùi vị cũng như thế. Vì bị rừng cây rậm rạp phiền não che bít, chúng sanh vô minh chẳng thể thấy được mùi vị duy nhất của món thuốc kia ví với tánh Phật. Vì phiền não cho nên từ nơi tánh Phật ấy xuất hiện rất nhiều mùi vị khác như địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, trời, người, nam nữ, chẳng phải nam, chẳng phải nữ, sát lị, bà la môn, tỳ xá, thủ đà. Tánh Phật là hổ mãnh, không thể hư hoại, cho nên không ai phá hoại được. Như có kẻ phá hoại được, ắt phải làm đứt đoạn tánh Phật. Nhưng tánh Phật như vậy chẳng bao giờ có thể bị đứt đoạn. Nếu nói tánh ấy có thể đứt đoạn thì thật vô lý. Như tánh ngã ấy chính là tạng Như Lai sâu kín. Tạng sâu kín như vậy, không gì có thể làm cho hư hoại tiêu diệt. Tuy không thể làm hư hoại, nhưng khi bị che lấp lại không thể thấy được. Như đã thành tựu quả An Hậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, liền chứng biết được nó. Vì nhân duyên ấy không ai có thể phá hoại được tánh Phật. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu không có kẻ hủy hoại được, lẽ ra không thể có những nghiệp bất thiện. Phật dạy Ca Diếp: Thật có sự giết hại, vì sao vậy? Thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh vẫn ở trong năm ấm, nếu làm hư hoại năm ấm gọi là giết hại. Nếu có giết hại, tức đoạn vào đường dữ, do nghiệp báo nhân duyên nên có các dòng sát lị, bà la môn, tỳ xá, thủ đà, cùng trên đà la, hoặc nam hoặc nữ, hay chẳng phải nam, chẳng phải nữ, các tướng trạng khác nhau ở trong 25 cảnh giới hiện hữu của chúng sinh, luân chuyển trong vòng sanh tử. Những kẻ chưa đạt quả thánh cố chấp sai lầm rằng có ngã, tướng trạng của cái ngã ấy lớn, nhỏ, xê xích, dường như hạt cỏ, hoặc như hạt gạo, hạt đậu cho đến ngón tay cái hoặc ngón chân cái. Cứ như vậy mà hư vọng sinh ra đủ cách suy tưởng, ước đoán. Tướng trạng của vọng tưởng không hề chân thật. Tướng ngã của bậc xuất thế gọi là tánh Phật. Nhận biết cái ngã như vậy gọi là việc lành, cao cả hơn hết. Lại nữa thiện nam tử, ví như người khéo biết nơi chôn giấu kho tàng, bèn lấy dụng cụ sắc bén mà đào đất xuyên qua những hòn đá sạn sỏi một cách không khó khăn gì. Chỉ khi gặp phải kim cương thì không thể xuyên qua, vì kim cương là chất mà dao búa không thể làm hư hoại. Thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh cũng vậy. Tất cả các luận, các vị luận sư, thiền ma ba tuần cùng với loài người và chư thiên đều không thể hủy hoại được nó. Tướng trạng của năm ấm tức là sinh khởi và tạo tác. Tướng trạng sinh khởi và tạo tác ví như đá sỏi có thể đâm thủng phá hoại. Tánh Phật như kim cương không ai làm hư hoại được. Vì nghĩa ấy nên làm hư hoại năm ấm gọi là giết hại. Thiện nam tử nên biết chắc rằng pháp Phật như vậy là không thể nghĩ bàn.